Alo. Ừ. Anh đi công tác vội quá nên không báo kịp cho em. Công việc cũng nhiều, chắc sáng mai mới về được. Ừ. Thế được rồi, để tí gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Thế nhá. Anh đang chuẩn bị có cuộc họp. Anh tắt máy đây. Anh đi với em thế này, có sợ vợ anh đến tận công ty để tìm không? Được ở cạnh em thì anh còn sợ gì nữa. Bà ấy đến tìm xem, có khi anh lại cho em ra rìa luôn đi. Em cứ yên tâm, con vợ anh nó đụt lắm, ngoài công việc ra thì nó có biết làm gì nữa đâu. Dù sao thì người ta cũng là chủ tịch của một công ty lớn, còn em chỉ là cô nhân viên bé nhỏ. Không biết chuyện này vỡ lở ra thì vợ anh sẽ làm gì em nữa. Em là người của anh cơ mà. Anh và cô ta mỗi người quản lý một công ty riêng. Ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì có gì để ràng buộc ở đâu. Anh có chắc là sẽ bảo vệ được em không? Em không tin tình cảm của anh à? Nếu không bảo vệ được em thì anh có đáng mặt đàn ông nữa không? Lẻo mép, anh nhớ cái mồm đấy nhá. Thế bây giờ anh hỏi được chưa? Khổ nợ. Anh về rồi đây. Anh về rồi đấy ạ. Đi đường dài mệt quá. Mà sao em đã nấu cơm rồi, xong đợi anh về rồi hai vợ chồng mình ra ngoài ăn, em đỡ phải vất vả. Có sao đâu, em cũng nấu xong rồi mà. Mà anh gọi điện cho mẹ chưa? Ủa chết, anh quên mất. Bận công việc từ hôm qua đến giờ. Mà công ty đang ký kết hợp đồng lớn ấy. Mẹ thế nào rồi em? Mấy ngày hôm nay mẹ cứ đau đầu, đi khám bác sĩ nói là bị rối loạn tiền đình. Mẹ dặn em là đừng có nói gì với anh, không sợ anh lại nghĩ ngợi. Nhưng mà anh biết tính mẹ rồi đấy, mẹ cũng hay suy nghĩ lắm. Thôi, có gì vợ chồng mình chịu khó động viên mẹ, gọi điện hỏi han nhiều cho mẹ phấn khởi nhá. Bây giờ mà sang thăm mẹ thì chắc cũng không kịp. Thôi, để lát nữa anh gọi điện vấn an sức khỏe của mẹ vợ. Được rồi, chỉ được cái khéo mồm thôi. Thôi, anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Em bật nước rồi đấy. Em giặt cho anh ít quần áo trong vali nhá. Anh tắm rồi. Anh Đức, chuyện này là thế nào? Cái này ở đâu ra? Chắc là của em. Hôm nọ anh đi làm nên chắc vừa vội quá đấy. Nhưng mà đây đâu phải size áo của em. Chắc do khách sạn người ta chẳng đồ đấy. Thôi, để anh gọi lại. Anh hỏi. Alo. Cho tôi gọi tên. Alo, là tôi đây. Tôi có việc muốn cần anh điều tra gấp. Chào cô Liên. Tôi là vợ của anh Đức. Chị đến tìm tôi có việc gì vậy? À, tôi muốn đến để trả lại đồ cho chủ của nó mà. Cô nhận ra cái này chứ? Chị làm cái gì đấy?
Câu này đáng nhẽ ra tôi nên hỏi cô mới đúng. Cô nhét cái này vào vali chồng của tôi là có ý gì? Chuyện đã đến nước này ấy, thì tôi cũng không cần phải úp mở nữa. Đúng là chồng chị với tôi đã qua đêm với nhau đấy, và không có cuộc họp nào hết. Cô cướp chồng người khác một cách trắng trợn như vậy mà cô lại còn khoe như là kỳ tích à? Tôi không ngờ là trên đời này lại có loại người trơ trẽn như cô đâu đấy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chị nhìn lại bản thân mình xem, loại phụ nữ không có thân hình quyến rũ thì làm sao giữ được chân đàn ông. Chị có biết lúc ân ái với tôi anh ấy đã nói gì không? Anh ấy nói sống với chị thì giống như sống với một khúc gỗ thẳng bược, tẻ nhạt, chẳng có cảm xúc gì cả. Còn tôi đã mang đến cho anh ấy sự mới lạ. Chị đừng trách bản thân nữa. Chị không có sự hấp dẫn cần có của một người phụ nữ thì đừng trách tại sao chồng mình lại chán cơm thèm phở, ngực lép ấy, ngậm mép, ok? Chị bị điên à? Chị làm cái gì đấy? Thứ nhất, cô không được quyền xúc phạm, miệt thị thân thể người khác. Thứ hai, nếu như cô đã bộc lộ bản chất là con giáp thứ 13 thì tôi cũng không việc gì phải tôn trọng cô cả. Cốc nước này mới chỉ là lời cảnh tỉnh đầu tiên dành cho cô thôi. Nếu như cô vẫn ý định tiếp tục phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thì đừng trách tôi ác. Loại phụ nữ ngu ngơ như chị ấy thì cắm sừng là đúng thôi. Khi nào vòng một của chị hơn tôi ấy thì mình nói chuyện tiếp nhé. Chứ chồng chị đang mê tôi như vậy thì chị định làm gì? Ngoại hình bốc lửa mà lương tâm chó tha, thế mà thôi. Chẳng có thằng đàn ông nào có thể ăn mãi phở cả đời được đâu. Để tôi xem rốt cuộc thì cô sẽ đi về đâu. Anh thấy chưa? Chị ta đến tận đây để tìm em đấy, còn hất cả cốc nước vào người em nữa. Rồi bảo đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu em còn qua lại với anh, chị ta sẽ cho giang hồ đến tìm em đấy. Cô ta nói với em như thế thật sao? Thế không lẽ em bịa ra à? May mà là cốc nước đấy, chứ là cốc axit thì em tiêu rồi. Thôi, bình tĩnh, để anh nghĩ cách giải quyết nhá. Anh thì lúc nào cũng bình tĩnh. Anh định để chị ta cho người đến nhà em rồi mới tính à? Thế mà lúc nào cũng nói là sẽ bảo vệ em, mà chưa gì đã rụt vòi vào rồi. Thế bây giờ em muốn anh phải làm sao? Em cũng phải để cho anh nghĩ thì mới có cách để giải quyết chứ. Mà cũng tại em ấy, tại sao lại sơ suất để cái áo lót vào trong vali của anh? Thế anh nghĩ là em cố tình à? Em làm thế để làm gì? Khác nào lại cô tôi ở bụi này. Anh không tin em thì thôi, chấm dứt đi. Coi như là em ngu thì em mới yêu anh. Không, ý anh không phải là như vậy. Anh cũng đang đau hết cả đầu lên đây này, không biết phải làm thế nào nữa. Anh... hay là... anh bỏ quách chị ta đi. Bây giờ cũng có công ty riêng rồi, có phụ ràng buộc gì nữa đâu. Làm như vậy thì... có tuyệt tình quá không? Anh đừng để tình cảm lấn át lý trí quá. Đừng để chị ta coi thường anh là luôn phụ thuộc vào gia đình nhà vợ. Nếu như thế, chị ta sẽ coi thường anh cả đời đấy. Hai chúng mình sẽ cùng nhau gây dựng cơ đồ. Chú cút lén lút thế này, anh không thấy chán à? Thôi, được rồi. Để anh suy nghĩ nhá. Em đã nói hết nước hết cái với anh rồi đấy. Anh xem, rồi tính đi. Cái gì đấy? Thì đây là kết quả của cuộc đi họp của anh đấy. Em có thai rồi sao? Chứ sao nữa. Anh tính đi. Bây giờ thế nào? Nếu như mà anh không chịu trách nhiệm được ấy thì em tự chịu trách nhiệm cũng được. Không, là anh gây ra, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nhớ đấy nhá. Tôi lại không hiểu cô như thế nào nữa. Cô chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà đến công ty của tôi làm ầm lên. Lại còn cái gì?
giở cái trò đánh ghen vô văn hóa. Này, cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Anh nói cái gì? Em đã không trách anh vì tội lăng nhăng thì thôi, anh lại còn quay ra trách ngược lại em à? Anh có thấy mình vô lý không? Em không biết là cô ta đã nói gì với anh nữa, nhưng em nhắc lại một lần nữa là em không đánh ghen. Chính cô ta đã thừa nhận là có quan hệ với anh. Đã vậy, cô ta còn khiêu khích và xúc phạm em nữa. Khiêu khích, xúc phạm? Thế cô hắt nước vào mặt người ta ở ngay nơi công cộng như thế thì có phải là xúc phạm hay không hả? Này, tôi nói cho cô biết, đấy là nhân viên của tôi, cô không có quyền được động vào. Nếu muốn mọi chuyện êm đẹp thì hãy đến ấy mà xin lỗi người ta đi. Em không làm gì sai, em không việc gì phải xin lỗi cả. Còn anh cứ một mực bênh cô ta chậm chậm như thế, tức là anh đã thừa nhận chuyện có quan hệ với cô ta rồi phải không? Chẳng có một mối quan hệ nào cả. Đấy là tôi không thể chấp nhận được cái cách hành xử của cô. Đường đường là vợ của sếp mà cô đến dằn mặt nhân viên của chồng mình như một kẻ đầu đường xó chợ, vô học. Cô thấy như thế có chấp nhận được không hả? Tôi là chồng của cô, tôi còn không chấp nhận được nữa là người ngoài. Nếu như anh đã quan trọng chuyện người ngoài nghĩ gì thì anh có quan tâm đến cảm xúc của em không? Chính cô ta đã thừa nhận là lên giường với anh rồi đấy. Liệu trong hoàn cảnh của em như vậy thì anh nghĩ thế nào? Em phải im lặng để khóc à? Hay là vỗ tay ăn mừng? Cô bỏ cái giọng ấy đi. Tôi không ngờ cô lại có cái tài biện chuyện như vậy đấy. Em không hề biện chuyện. Mọi chuyện sờ sờ ra như vậy mà anh còn chối cãi à? Hay là phải để em bắt tận tay dây tận chán thì anh mới chịu thừa nhận? Chẳng phải cái áo lót của cô ta chính là bằng chứng hay sao? Cô ấy nói thế để làm gì? Cô bớt bịa đặt và dựng chuyện cho người khác đi. Đừng trốn tránh tội lỗi của mình nữa. Nếu muốn tất cả mọi chuyện êm đẹp thì hãy đến ấy mà ngoan ngoãn xin người ta đi. Em không việc gì phải xin lỗi cả. Anh và cô ta, hai người mới phải quỳ xuống để xin lỗi tôi ấy. Vậy thì ly dị đi. Tôi chán ngấy cô rồi. Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn cho chuyện này bao nhiêu lâu nay rồi. Tôi không ngờ là vì cô ta mà anh cam tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Bố cô, mẹ cô và cả gia đình của cô đều đâu có ưa gì tôi. Ngay từ ngày đầu tiên là bố mẹ cô đã khinh thường tôi rồi. Cũng chỉ vì nghèo mà tôi lúc nào cũng phải tươi cười, sống với bộ mặt giả tạo từ khi ở bên cô. Còn giờ ấy, tôi chán lắm rồi. Anh đúng là đồ vong ơn bội nghĩa mà. Anh được như ngày hôm nay tất cả là nhờ ai chứ? Tại sao bây giờ anh lại có thể nói được như vậy? Tôi ấy được như ngày hôm nay là do tự bản thân tôi cố gắng mà có. Cô và bố mẹ của cô ấy làm tôi chán ngấy rồi. Vì cô ta mà anh đã chán tôi đến mức này rồi sao? Đúng vậy. Chả phải vòng một của người phụ nữ là gợi cảm nhất hay sao? Cô thử nhìn lại mình đi. Trông lép kẹp như con cá mắm. Tôi với cô sống với nhau có khác gì hai thằng đàn ông không hả? Thôi đi, anh không được miệt thị xúc phạm thân thể người khác như thế. Đừng có lấy vòng một khiêm tốn của tôi ra để làm cái cớ ngụy biện cho sự phản bội của mình. Thôi, nói chung ấy là cái tôi cần thì cô lại không có. Ly dị đi, tôi sẽ nhờ người gửi đơn cho cô. Anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện này chưa? Những gì cần nói tôi nói hết rồi. Thôi được, tôi sẽ ký. Nhưng anh phải cho tôi thêm một thời gian nữa để sắp xếp mọi thứ. Kéo dài thời gian làm gì cho thêm lằng nhằng rách việc. Cô cứ ký đi, rồi tôi sẽ nhờ người giải quyết nhanh gọn thôi. Chuyện liên hôn, chẳng lẽ anh tuyệt tình đến mức này sao? Chuyện ly hôn này không chỉ giữa hai chúng ta
mà còn liên quan tới cả gia đình tôi nữa. Anh phải để cho tôi thời gian để chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ tôi nữa chứ. Tôi muốn anh đến gặp bố mẹ tôi để nói rõ về vụ ly hôn này, giống như cái cách trước đây anh đã thuyết phục họ cho lấy tôi. Cô lằng nhằng thế nhở? Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ nhờ người đưa quyết định đấy đến. Bố mẹ cô đọc là hiểu luôn. Không được, mẹ tôi vừa mới ốm dậy, bà sẽ không chịu nổi cú sốc này được. Anh không được làm như thế. Thôi, được rồi. Nể tình nghĩa bao năm nay là vợ chồng, tôi sẽ cho cô và gia đình của cô thời gian để chuẩn bị tinh thần cho đỡ sốc. May quá, anh đã định gọi cho em. Hôm nay bên đối tác sẽ sang đây để ký hợp đồng. Tiền sắp vào túi chúng ta rồi. Với cả, anh cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ chỉ còn đợi tòa gọi nữa thôi. Anh sắp sang chính ngôn thuận ở bên em và con rồi. Phải không, cục cưng của bố? Ừ. Sao vậy? Hôm nay bên công ty mình có khách nên em muốn mình giữ khoảng cách một chút. Anh vào đi ạ. Đây là anh Trung, chủ tịch của công ty mà chúng ta đang chuẩn bị ký kết. Chào anh. Rất hạnh được gặp anh. Hôm nay anh đến đột xuất quá nên tôi tiếp đón không được chu đáo. Mong anh thông cảm. Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi. Vậy mời anh ngồi. Vậy chúng ta vào việc luôn đấy nhỉ? Vào việc à? Tôi e là sẽ không có cái ký kết hợp đồng nào đâu. Bên tôi đã phát hiện tất cả những sai phạm trong khâu nhập khẩu nguyên liệu từ công ty anh. Và hôm nay tôi đến đây chỉ là để hủy hợp đồng này thôi. Tại sao lại như vậy? Làm gì có chuyện đó? Chuyện này không sai đâu. Chúng tôi đã nhận được thông tin mật từ người bên công ty anh cung cấp. Anh nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Chuyện này không sai đâu anh Đức ạ. Thông tin mật này do chính người bên công ty anh cung cấp. Và chúng tôi cũng có tất cả những bằng chứng về những sai phạm trong việc nhập khẩu nguyên liệu từ công ty anh. Chúng tôi sẽ tố cáo anh về vụ việc này. Chính cô đã phản bội tôi. Anh cứ bình tĩnh đã, để tôi nói rõ cho anh khỏi bất ngờ nhé. Anh Chu là bạn trai của tôi. Công ty mà anh đang chuẩn bị ký kết là của anh ấy. Một người tài giỏi, giàu có như anh Trung sẽ chăm lo cho cuộc sống của tôi. Vì vậy tôi xin lỗi là không thể đồng cam cộng khổ cùng anh được nữa. Vậy còn con của chúng ta thì sao? Chẳng có đứa con nào cả. Tôi chỉ muốn tạo ra một chút kích thích để việc ly hôn giữa anh và vợ cũ được xúc tiến nhanh hơn mà thôi. Tôi thật không thể ngờ cô là con người như vậy đấy. Tôi làm sao cơ? Tôi có khác gì anh không nhỉ? Giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ. Một người như anh, làm sao tôi có thể trao gửi nốt phần đời còn lại của mình cho anh được. Thế nên tôi phải tìm cho mình một đường lui chứ. Một điều hiển nhiên như vậy mà bây giờ hai người mới nhận ra. Cô đến đây làm gì? Tôi đến đây là để hạ màn kịch này đấy. Toàn bộ dữ liệu bà cần đều nằm trong cái này. Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Cảm ơn ông bạn. Tôi sẽ không quên cảm tạ ông đâu. Thì ra hai người đã dựng đến chuyện này à? Cô có thấy buồn cười không? Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Đó là như thế đấy. Tôi phải dựng lên màn kịch này
để vạch trần bộ mặt thật của hai người, để cho hai người biết được kết cục của những kẻ phụ bạc là như thế nào. Phần này bằng chứng chắc là cũng đủ để hai người có thể ngồi bóc lịch cùng với nhau rồi đúng không? Không, tôi không biết gì hết. Tất cả những việc đó là do anh ta làm. Chị có thể tha cho tôi được không? Biết những sai phạm đó mà vẫn cố tình dung túng thì vẫn được coi là đồng phạm đấy. Vợ ơi, là anh sai rồi. Tất cả là do cô Giao mê hoặc anh nên anh mới làm như vậy. Em có thể tha thứ cho anh được không? Tôi chỉ có một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá. Tôi không có thể hình nóng bỏng, quyến rũ như những cô gái khác. Số đo vòng một của tôi không đủ lý tưởng với anh. Thế nên nào dám xin cơ hội để mà quay lại. Cậu Đức này, của lạ lúc nào mà chả thương. Nhưng mà cậu nên nhớ, những cái của lạ đấy nó chỉ là nhất thời thôi. Còn những cái của quen ấy mà mất đi thì nó là mất tất cả đấy. Cô Liên ạ, chơi dao sắc thì có ngày đứt tay. Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà, là đừng có dại mà động vào gia đình tôi. Nếu không thì cô sẽ nhận cái kết đắng đấy. Đây là bài học để tôi cho cô thấy được, kẻ toan tính sẽ thường trắng tay. Những thứ gì đã không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình, biết chưa? Còn anh, cứ yên tâm, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu. Em là thứ dây rồi sao? Không ly hôn nhưng anh cũng đừng vội mừng. Chúng ta sẽ ly thân. Tôi muốn cho anh thấy được, khi đã trắng tay rồi thì anh có thể sống được như thế nào. Hãy dùng cái đầu của mình và sự bản lĩnh để chứng tỏ cho tôi thấy là khi không có sự hậu thuẫn của gia đình nhà vợ, anh vẫn có thể sống được. Tôi đang trông đợi điều đó từ anh đấy, anh Đức ạ. Đi thôi. Quên chìa khóa ở nhà rồi. Lâu ngày không gặp, bà khỏe chứ? Ông đến đây làm gì? Thế bà không mời tôi vào nhà? Sao ông tìm được đến đây? Mấy hôm trước về quê, tôi có hỏi thăm tin tức mấy người hàng xóm. Thế con nó đi đâu rồi bà? Mẹ con tôi với ông có còn liên quan gì đến nhau nữa đâu mà hỏi với chả thăm. Bà và con sống tốt chứ? Cảm ơn ông, nhờ phúc của ông mẹ con tôi vẫn khỏe. Mà ông cần gì thì nói luôn đi, tôi bận lắm. Tôi biết, tôi chẳng còn mặt mũi nào để quay lại gặp bà và con nữa. Nhưng tôi muốn gặp con Thảo, dù sao nó là con của tôi. Ông còn nhớ mình có một đứa con gái cơ à? Cái ngày mà ông bỏ tôi đi, thậm chí ông còn không thèm nhìn nó lấy một lần. Vậy mà bây giờ quay trở về, ông lại đòi nhận con rồi đấy. Nói cho ông biết, ông đừng có mơ. Tôi biết 20 năm qua bà và con sống không dễ dàng gì, nhưng tôi muốn bù đắp lại quãng thời gian đó. Đủ rồi đấy, mời ông đi ra khỏi nhà tôi ngay. Mẹ con tôi có chết đói cũng không quản ông bố thí. Đi ngay đi. Đây là số điện thoại và địa chỉ mới của tôi. Nếu bà có cần gì, bà cứ gọi cho tôi nhé.
Tôi đi trước đây. Anh ơi, em xin anh đừng bỏ con ăn đi. Anh vừa đi bây giờ, mẹ con em biết sống như thế nào. Em xin anh. Đây là đơn ly hôn anh đã ký. Còn đây là một ít tiền. Về rồi. Ôi, hôm nay công ty của con ký được một hợp đồng lớn lắm mẹ. Mẹ sao đấy? Sao con về con kể chuyện vui mà mẹ? Con nghĩ cái gì thế? Không, mẹ không nghĩ cái gì đâu. Rõ ràng là con về mẹ còn không biết. Ai vừa đến à mẹ? Sao một mình mẹ lại có hai con nữa? Thảo à, người đàn ông ấy đã quay trở về. Và ông ấy nói muốn được gặp con. Hay là con thu xếp gặp ông ấy lấy một lần nhá. Gặp ông ấy để làm gì nữa à mẹ? Mẹ không nhớ là 20 năm qua ông ta đã gây ra những gì cho mẹ con mình à? Mẹ con mình đã phải khổ sở như thế nào? Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố của con mà. Con... Không, con không đồng ý chuyện đó. Và con cũng không có ý định là sẽ liên hệ lại với ông ta đâu mẹ. Ông ta còn để lại cả visit cho mẹ nữa à? Mẹ cũng từ bỏ ngay cái ý định là sẽ gặp mặt lại ông ta đi. Con không đồng ý đâu. Rồi, con cứ họp tiếp đi. Mẹ tự vào được mà. Thế nhá. Ừ. Ôi giời ơi, đi đứng cái kiểu gì thế? Không nhìn đường à? Bẩn hết cả đồ người ta rồi. Ê chết, tôi xin lỗi cô. Tưởng ai, hóa ra lại là người quen. Em chào chị.
Vâng, không dám. Chào cô. Ôi giời, lâu lắm gặp lại cố nhân. Em muốn nói với chị vài câu, mà sao chị cứ khinh khỉnh mấy em như thế hả? Mà này, em thấy lâu không gặp chị vẫn khỏe đấy chứ ạ. Nhưng nhìn bộ dạng của chị như thế này, chắc là chị làm nhân viên dọn vệ sinh ở công ty này đúng không nhở? Mà lại còn phải mang cơm trưa đi ăn nữa cơ chứ. Chắc là vất vả lắm đấy. Mà em bảo cái này nhá, em với ông Sơn mới về nước chưa được bao lâu, đang đi tìm người giúp việc chưa được, mà chị làm nhân viên của công ty này lương tháng chắc cũng chỉ được độ 4 triệu chứ mấy. Thôi đi về làm ô xin cho em, em trả lương gấp đôi nhá. 20 năm rồi mà cô vẫn không thay đổi, vẫn với kiểu ăn nói khinh người như thế nhỉ. Mà cũng giỏi thật đấy, vẫn giữ được cái bản mặt không bị cào xé, thật là một kỳ tích đấy. À chị ơi, đây là em được nhờ vào hồng phúc của chồng con em đấy ạ. À, mà người phụ nữ được chồng con yêu thương nhiều thì bao giờ cũng xinh đẹp lên nhiều đấy chị ạ. Thế cơ à? Vâng. Vậy mà tôi cứ tưởng cái loại đàn bà chơi chẽn như cô ấy da mặt dày quá nên vết nhăn không thể xô nổi. Này, chị bảo ai chơi chẽn đấy hả? Chỉ có chị ấy, chị mới là người thiếu năng lực nên mới bị chồng bỏ. Chứ còn á, cửa mở, trộm vào là đương nhiên, chị trách làm sao được. Tôi đâu có trách cô. Cái thứ mà cô cướp được ý là đồ bỏ đi. Không có năng lực để tìm người đàn ông đàng hoàng thì mới phải đi cướp chồng của người khác. Tôi nói thật nhá, tôi thấy thương hại cho cô ấy. Cái gì? Chị nói cái gì? Đã thất bại mà lại còn già mồm à? Chị ấy đúng là cái loại đàn bà. Nói cho cô biết, tôi không phải là người phụ nữ yếu đuối như năm xưa nữa. Cô nghĩ cô là ai mà cô định đánh tôi? Bà lại định quậy phá gì ở đây đấy? Cô, sao cô lại ở đây? Ông không cần phải quan tâm. Cái điều mà ông quan tâm ý là về quản cái cô vợ của ông kia kìa. Cô ta nghĩ mình là ai mà đòi đánh cả tôi? Ờ, thế cô chú quen nhau ạ? Đây là hai cô chú khách hàng đến mua nhà của công ty mình đấy ạ. Đấy, chị thấy chưa? Vợ chồng tôi hôm nay đến công ty đây là để mua nhà đấy ạ. Mà anh nhìn này, cái nhân viên dọn vệ sinh của công ty mà cũng dám lên mặt nói khách hàng mới sợ chứ. Lúc là công ty này tuyển người bừa bãi thật. Cô ơi, không phải đâu ạ, đây là sếp ạ. Người làm thì có thể không phải tuyển bừa, nhưng mà khách hàng thì cần phải chọn lọc đấy. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo cô là sếp của cô ấy ạ? Dạ vâng ạ, em là sếp của cháu ạ. Sếp ơi, chuyện này mình giải quyết thế nào ạ? Cô tự đi mà giải quyết đi. À mà cô nên nhớ, công ty của chúng ta ấy cũng không thiếu khách hàng đến cái mức mà phải bán nhà cho những người không có nhân phẩm như vậy. Mẹ à, mẹ vào phòng với con nhá. Mẹ không cần phải phí lời với những người như thế này làm gì. Đi thôi mẹ. Thảo. Tôi chẳng có việc gì để nói với ông cả. Mà tôi cũng không có bố đâu. Lan, em tiễn khách đi. Đi thôi mẹ. Không ạ. Thank you.